Chiếc thuyền quay về cực lạc, nghe kinh mười mấy năm, thay đổi cuộc đời tôi. Cô giáo Lưu Tố Vân chủ giảng. Tập 1. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông vào ngày 14 tháng 3 năm 2014. Kính thưa chư vị đồng tu, xin chúc tốt lành. Mời ngồi. Xa cách đây 3 tháng, chúng ta lại được gặp nhau. Lần này có thể là thời gian ngắn nhất. Hôm nay là ngày tôi đến Hồng Kông với bài giảng đầu tiên. Tựa đề bài này là Nghe kinh mười mấy năm thay đổi cuộc đời tôi. Lần này giảng tất cả là 7 bài, tổng chủ đề lớn là chiếc thuyền quay về cực lạc. Mỗi ngày là một bài giảng nhỏ, hôm nay đề bài nhỏ đây chính là nghe kinh mười mấy năm, thay đổi cuộc đời tôi. Vì sao phải nói vấn đề này? Vì có vị đồng tu viết thư cho tôi đưa ra câu hỏi như vậy. Nghĩa là nói đời người có thể thay đổi vận mệnh hay không? Với vấn đề này, tôi muốn dùng những sự việc mà chính bản thân tôi đã từng trải nghiệm để trả lời cùng quý vị. Tôi nghe kinh hệ thống lại đến bây giờ tính ra phải là 14 năm rồi. Do vì tôi chính thức nghe giảng kinh là bắt đầu từ năm 2000, đến nay 14 năm đã trôi qua và cuộc đời tôi cũng đã thay đổi hẳn. Vì sao mà thay đổi được như vậy? Là vì tôi nghe kinh đã hiểu rõ đạo lý rồi. Sau khi thấu hiểu thì cuộc đời cũng đổi thay. Tôi xin đem những trải nghiệm của chính bản thân mình kể lại cho quý vị cùng nghe. Nếu nói cuộc đời tôi có sự thay đổi, vậy thay đổi bằng cách nào? Tôi xin bắt đầu kể lại từ trước và sau năm 2000. Vì trước và sau năm 2000, tôi đã gặp phải hai tình huống tuyệt vọng, tức là đối mặt với hai tình cảnh không lối thoát, vả lại là họa vô đơn chí. Hai tuyệt cảnh đồng thời ập tới. Tình cảnh tuyệt vọng thứ nhất là gì? Chính là tuyệt vọng trong đời sống. Lần tuyệt vọng đó, lần gặp phải cú sốc đó, cảnh ngộ đó, là lúc chưa từng có, vì tôi chưa từng trải qua, cũng chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ rơi vào tình cảnh bi đát và gánh chịu sự dày vò như vậy. Cho nên nhất thời chịu đựng không nổi. Đối với tôi mà nói, cú sốc lần đó có thể nói là một đòn trí mạng. Không có ai để tỏ bày, không có nơi nào được giải thích, chỉ có thể ôm nỗi buồn vào lòng. Vả lại lúc ấy phải đối mặt với công tác mới, nhiệm vụ nặng nề. Sau khi cộng thêm công việc này, áp lực lại càng to. Mỗi ngày đi làm, trách nhiệm vốn đã nặng trĩu, trăm công nghìn mối về đến nhà, lẽ ra là nơi để tránh gió che mưa, để được thư giãn, nghỉ ngơi. Thế nhưng từ cơ quan về đến nhà, sợi dây thần kinh trong đầu tôi nó càng căng thẳng hơn. Cho nên một ngày 24 tiếng, không có thời gian thư thả. Do vậy cái áp lực kia chính là một cú sốc nghiêm trọng mà lần đầu tiên tôi gặp phải từ khi bước vào đời. Vì tình hình công việc lúc ấy cũng không cho phép mình rút lui, tôi nghĩ đã ở trên cương vị này rồi, thì mình phải gánh lấy trách nhiệm. Tánh tôi có đặc điểm là làm việc có tinh thần trách nhiệm khá tốt, nỗi khổ niềm đau trong lòng không thể thổ lộ cùng ai, chỉ biết tự mình hứng chịu. Cho nên bấy giờ, vị lãnh đạo chủ quản và các đồng nghiệp của tôi đâu ai thấu hiểu rằng tôi đang lâm vào tình cảnh ấy, họ đều không nhìn ra. Do vậy mỗi ngày làm việc, từ lúc vào sở là tôi bận rộn suốt, mãi đến khi tối trở về nhà, đâu có thời gian nghĩ ngợi những việc ấy, vì thế tương đối nhẹ nhõm một chút. Vì đầu óc tôi nghĩ toàn là công việc, tình cảnh tuyệt vọng trong đời sống đối với tôi là một cú sốc quá lớn. Ở đây, tôi chẳng thể kể ra cụ thể, vì cụ thể quá sẽ liên quan đến người và sự việc, mà làm như vậy thì hại người. Tôi không muốn làm tổn hại bất kỳ một ai. Vả lại sự việc cũng đã qua rồi, đã qua thì cho qua đi.
cần nắm chắc hiện tại là điều tối ưu quan trọng. Sở dĩ hôm nay tôi kể lại chuyện này, chính là muốn thưa cùng quý vị rằng vận mệnh có thể chuyển đổi hay không, và tôi đã chuyển đổi bằng cách nào. Bởi vì thứ này nếu tôi chẳng dùng ví dụ cụ thể để thuyết minh, có thể quý vị nghe không hiểu. Đâu thể nói là đội một chiếc mũ to là vận mệnh của tôi đã thay đổi. Vận mệnh là có thể chuyển đổi đó. Nếu dưới đây tôi không thuyết minh rõ ràng, có thể mọi người không tính phục lắm. Bằng không thì tôi cũng chẳng đem gì chuyện đau buồn đã qua mà kể lại. Đây là tôi đối mặt với tình cảnh tuyệt vọng thứ nhất. Tình cảnh tuyệt vọng thứ hai là tôi mắc phải bệnh ghẻ lở ban đỏ, nghĩa là tình hình nguy kịch về tánh mạng. Một cảnh là tuyệt vọng về đời sống, một cảnh là tuyệt vọng về bệnh tật. Đầu năm 2000, tôi phải nhập viện, bấy giờ được chẩn đoán là thời kỳ cuối của bệnh ghẻ lở ban đỏ. Có thể chết bất cứ lúc nào, đây là bác sĩ trực tiếp nói với tôi rằng. Và cũng đem ca bệnh đặc biệt của tôi làm tài liệu cho các bác sĩ thực tập trên lớp, nói rõ với tôi vậy đấy. Thế nên đây là tình cảnh tuyệt vọng thứ hai, chính là tuyệt vọng về thân mạng. Bởi vì nói là đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào, thế nhưng tình hình chẳng giống như học sinh của tôi năm xưa. Hai học sinh ấy cũng mắc phải chứng bệnh nan y này, hai em duy trì được chừng nửa năm thì ra đi. Còn bệnh tình của tôi theo như bác sĩ nói là thời gian nửa năm cũng chưa chắc có, vì ông nói là đang đối mặt với cái chết mà. Trên thực tế là tôi nhập viện vào đầu năm 2000, tôi nhớ rõ là ngày 25 tháng 2, lúc ấy sức khỏe không tốt, trong người thấy khó chịu. Thực ra là từ năm 96 thì bắt đầu rồi, thế nhưng con người của tôi theo tiếng phương Bắc của chúng tôi nói là cơ thể khá chắc nịch, tức là kham chịu đựng, từ trước đến giờ không đi khám bệnh. Năm 96 bắt đầu cảm thấy khó chịu, rồi năm 97, 98, 99, 3 năm này thì càng ngày càng nghiêm trọng. Thế nhưng tôi không biết mình đã mắc phải bệnh gì nữa. Bây giờ có lần nóng sốt 4 tháng liên tục, tôi nhớ rõ lần dài nhất là 4 tháng. Một ngày cũng không sót, mỗi ngày đều lên cơn sốt, đều là 38 độ rưỡi, 39 độ mấy, cứ là nhiệt độ như thế. Với tình hình như vậy, trong khoảng thời gian ấy tôi không có bỏ dở công việc ngày nào, chưa hề nghỉ một ngày phép. Nghĩa là việc nhà vẫn là bình thường và công việc ở cơ quan cũng không hề đình trệ. Do vậy, vào đầu năm 2000 khi tôi đến bệnh viện, vừa thấy tôi là bác sĩ đã hỏi ngay: "Trong người bà cảm thấy khó chịu là khoảng thời gian bao lâu rồi?" Tôi nghĩ thầm, làm sao bác sĩ nhìn là biết ngay người tôi không khỏe? Bởi vì khi ấy bệnh tình của tôi đã nghiêm trọng lắm rồi, bề ngoài đều thấy được rất rõ ràng. Nếu để tôi nhớ lại từ đầu, có thể vào năm 96 thì tôi biết sức khỏe đã không ổn. Kế tiếp 3 năm liền là có phần ngày càng nghiêm trọng hơn. Lúc đó hầu hết các khớp xương đều đau nhức, vả lại hầu hết đều bị sưng húp. Ví dụ nói, khớp xương chân là ngồi xổm không được, đứng dậy không nổi, rồi khớp xương tay, nguyên bàn tay giống như chân gà vậy. Cong lại thì không được, duỗi ra không thẳng, cứ như thế đó. Trong đời sống, ví dụ nói như cầm đũa đều là hết sức bất tiện. Cho dù vậy, tôi vẫn tiếp tục làm việc trên cương vị của mình, thế nên bác sĩ mới nói, bà quả thật là con người liều mạng. Bệnh tới mức độ này rồi mà vẫn còn có thể kiên trì đi làm, quả là kêu người ta lý giải không nổi. Tôi tự biết bệnh tình của mình nghiêm trọng đến mức độ nào, vì lúc ấy đoạn đường từ nhà tôi đến văn phòng chánh phủ tỉnh là khoảng mười mấy phút. Với tốc độ đi bộ của tôi, mười mấy phút thì có thể đi đến cơ quan. Thế nhưng đến cuối năm 99, đầu năm 2000, thì từ nhà tôi đến văn phòng chánh phủ tỉnh chỉ mười mấy phút đường mà tôi đã đi không nổi. Cũng may là giữa nhà tôi và văn phòng chánh phủ còn có một văn phòng khác nữa,
Thế là mỗi buổi sáng tôi từ nhà đến làm việc ở văn phòng này. Sau đó dùng cơm trưa xong thì lại đến văn phòng tỉnh làm việc. Cứ như thế ấy, nghĩa là chỉ với đoạn đường mười mấy phút mà tôi phải chia ra làm hai buổi, sáng và chiều, đều là như vậy. Bởi căn bệnh ghẻ lở ban đỏ kia nó có hai cách dày vò con người ta. Một cách là dày vò trên cơ thể, tức là cái bệnh thân khổ ấy thực sự là đau đớn lắm. Thế nên bây giờ tôi hiểu về tâm trạng của các đồng tu có bệnh. Cái đau bệnh ấy thật sự kêu người ta chịu đựng không thấu. Đó là sự dày vò trên cơ thể, ngoài ra là sự dày vò trên tinh thần. Bệnh ghẻ lở ban đỏ chia làm hai loại. Một loại là bề ngoài phát ra rất rõ ràng, như tôi là thuộc về loại này. Bề ngoài bạn nhìn thấy được rất rõ ràng, dễ sợ lắm. Nhất là trên gương mặt, thật ra da dẻ ban đầu đâu còn nữa, mà toàn là những mụn nhọt đỏ nổi cộm dày lên, giống như đất khô cằn bị phơi nắng nứt nẻ vậy. Khô khốc khó chịu vô cùng, trên thân mình cũng là như thế ấy. Ngoài ra còn một loại, bề ngoài trên da thịt không thấy một dấu vết gì, thế mà nó làm tổn thương ngũ tạng, nội tạng, sợ nhất là thận và gan. Nếu là bác sĩ hỏi bạn, bạn cảm thấy công năng thận bạn thế nào rồi? Trước đó tôi chưa hề khám bệnh. Tôi vốn đâu biết cái gì là công năng hay không công năng. Ông hỏi tôi hoàn toàn chẳng biết. Thông qua các xét nghiệm xong, nếu là công năng của thận bị tổn thương, bác sĩ sẽ đặc biệt lo lắng. Còn nếu là tim gan bị tổn thương, thì bác sĩ cũng không quá căng thẳng như thế. Chỉ cần xét nghiệm ra là tổn thương đến thận, thì bác sĩ lo nhiều. Vì ông nói thứ đó trên căn bản tương đối nghiêm trọng. Bởi tôi là thuộc về loại phát ra ngoài rõ rệt hơn, bác sĩ nói đây có thể vẫn là sự vạn hạnh trong bất hạnh. Nghĩa là bề ngoài của bà có thể thấy rõ mồn một, được dẫn đến sự chú ý. Thế nhưng bà đã bệnh tới mức độ này rồi mà bà vẫn chưa coi trọng. Tôi nói, bây giờ chẳng phải bắt đầu coi trọng rồi sao? Bác sĩ nói, 3-4 năm đã trôi qua, bà mới đến khám bệnh. Thực tế là thời kỳ trị liệu tốt nhất của bà đã qua rồi. Bà giờ đây đích thật là rất nguy hiểm. Do đó bác sĩ nói, tôi đang trực diện với cái chết bất cứ lúc nào. Trò đùa này chẳng thể tùy tiện mà giỡn đâu. Bác sĩ nói với tôi một cách trịnh trọng như thế. Bởi lúc ấy tâm thái của tôi khá tốt, nên tôi nói tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Bao giờ ra đi cũng được. Đây là lần đầu tiên tôi nhập viện. Chính lần nhập viện đó tôi phát hiện tôi có một tình huống đặc biệt, nghĩa là tôi không thể dùng thuốc. Hầu hết các thứ thuốc trên cơ bản tôi đều dị ứng. Tức là bác sĩ nói, nếu đấy đều là loại thuốc xưa nhiều năm rồi, người ta cũng không ai dùng nữa rồi, bây giờ đem ra cho bà dùng thử xem, bà vẫn dị ứng, vậy làm sao đây? Mới bắt đầu tôi nhớ rõ là truyền dịch cho tôi, lúc mới bắt đầu chưa bị dị ứng liền, có thể là tiêm được khoảng 10 ngày thì bắt đầu lần lượt bị dị ứng. Vì cái đó trước kia chưa từng trải qua, chẳng biết cái dị ứng này là thế nào. Thế nhưng sau đó bác sĩ nói không thể truyền dịch nữa, nói là loại thuốc dị ứng này có thể làm chết người đấy. Nếu thật sự dị ứng làm chết người như vậy thì bệnh viện phải chịu trách nhiệm, đó gọi là sự cố trị liệu. Cho nên không thể tiêm chích, cũng chẳng thể dùng thuốc, thuốc uống cũng không được. Vậy bạn nghĩ xem, ở bệnh viện đã không tiêm chích được, lại không uống thuốc được, thì bác sĩ làm sao trị bệnh cho bạn? Vậy chẳng phải là ra đề khó cho bác sĩ sao? Tôi còn nhớ bác sĩ chủ trị bệnh cho tôi là một vị giáo sư khá trẻ, trạc 40 mấy tuổi. Ông vỗ tay vào đùi mà nói với tôi rằng, cụ bà ơi, bệnh của bà chúng tôi nghiên cứu mãi cũng không hiểu rõ. Bà nói đi, bà thuốc gì cũng chẳng thể dùng được. Vậy cái bệnh này làm sao trị cho bà đây? Tôi nói, không thể trị. Thế thì để tôi về nhà tự trị lấy, tự nghiên cứu lấy. Ông nói, bà tự mình làm sao nghiên cứu, đã bệnh tới mức này rồi. Tôi nói, đâu còn cách nào nữa,
Đâu phải các ông không trị cho tôi, mà là tôi chẳng thể dùng thuốc. Các ông không còn cách gì trị mà. Do vậy, cho nên tôi nằm viện hết 57 ngày thì tôi trở về nhà. Sau khi trở về nhà là cảm giác ra sao? Tôi xin thưa thật cùng quý vị, tâm trạng lúc bấy giờ chính là một cảm nghĩ như vậy. Thứ nhất là chẳng biết tìm ai để nương nhờ một tay, không có điểm tựa trợ giúp cho mình. Thứ hai là vô vọng, cảm thấy mình chẳng còn một chút hy vọng nào cả. Vì bác sĩ nói tôi đang trực diện với cái chết bất cứ lúc nào mà. Thứ ba là nghi hoặc, tôi không biết nên làm thế nào, hầu như đầu óc đã trống rỗng. Thứ tư là mờ mịt, chẳng biết đường đi ở nơi nào. Lúc ấy tâm trạng chính là như vậy. Bây giờ tôi cảm thấy dù sao thì thời gian còn lại chẳng là bao, qua một ngày tính một ngày vậy. Nếu nói lúc ấy cảnh giới của tôi được bao nhiêu cao đối với cái chết, có sự nhận thức sâu sắc cỡ nào, thì tôi chưa tới cảnh giới ấy, làm sao không sợ chết chứ. Dù rằng trước khi mắc bệnh, tôi đã từng xem qua quyển Sanh Tử Tây Tạng. Trước đây trong bài giảng tôi có thưa qua cùng quý vị, quyển sách kia tôi không thể đọc hiểu hết được, vì sách này do người Tây Tạng viết, cách nói của họ và ngôn ngữ của Hán tộc chúng ta không hoàn toàn giống nhau. Tôi cũng thấy kỳ lạ quá, trong sách ấy đã nói về sự sống và cái chết. Tôi xem hết quyển sách đó, tôi đọc đi đọc lại hai lần, sự sống kia tôi xem chẳng hiểu lắm, thế mà cái chết này tôi đã minh bạch rồi. Có thể chính là hiểu ra cái chết nên giúp tôi đệm thêm chút nền. Do vậy trong lòng khá ổn và nghĩ như vậy, chết chẳng phải là chuyện như thế sao? Trong sách người ta cũng đã nói quá rõ ràng rồi, vậy đâu còn gì đáng sợ nữa. Cảnh giới bấy giờ là rơi vào trạng thái hơi chập chờn. Nếu nói là tôi một chút cũng không sợ chết thì chưa đạt tới, còn nói là sợ chết thì cũng không phải. Cứ xen giữa trạng thái như thế. Và như vậy, khi nghĩ tới dù sao thì bác sĩ cũng nói tôi đang đối mặt với cái chết, thôi thì mỗi ngày cũng phải sống cho tốt lành, sống một ngày, tính một ngày vậy. Đang khi ở vào tình cảnh gian nan nhất, khó khăn nhất này, với hai hoàn cảnh tuyệt vọng đang ở trước mặt tôi, thì tôi có duyên lành, cũng là đủ may mắn, được bộ đĩa video Kinh Vô Lượng Thọ của Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng. Bộ đĩa ấy có thể nói là đã cứu sống mạng tôi. Bộ đĩa ấy là sư phụ, ngài đã giảng ở Đài Loan năm 1994, là lần thứ ba tuyên giảng Kinh Vô Lượng Thọ, tất cả là 70 đĩa video. Mỗi một đĩa là xem một tiếng, đĩa video bấy giờ là một đĩa một tiếng, không giống bây giờ, một đĩa có thể xem mấy tiếng đồng hồ, không phải thế. Và như vậy, lúc đó tôi xem đĩa là có lớp lang, nó có trình tự tiến triển. Điều này trước kia tôi đã thưa qua cùng quý vị rồi, bây giờ quay đầu lại tôi tổng kết ra là như vậy đấy. Đêm hôm qua khi tôi hầu chuyện với sư phụ, tôi cũng nói như thế. Tôi thưa với sư phụ lúc đó tôi xem đĩa video, không phải nói trong một phút chốc là tôi hiểu ngay cái đĩa này hay ra làm sao, là như thế nào. Tôi không phải thế. Tôi chưa hiểu, vì lần đầu tiếp xúc, tôi chưa rõ việc này là sao nữa. Khi lần xem đầu tiên, trong lòng tôi với một tâm thái gì lạ, là tiêu hết thời gian, dùng đĩa video này để cho qua thời gian, mở đĩa ra là có hình có tiếng, có cụ ông dường như đang trò chuyện với tôi vậy mà, dùng cách ấy để cho qua đêm dài đằng đẵng. Ngày sau, người sau khi có bệnh, quý vị có thể là không có bệnh thì chẳng thể có thứ trải nghiệm bản thân này. Người sau khi mắc bệnh, đặc biệt cảm thấy ban đêm khó chịu, cảm thấy cái thời gian ấy dài đằng đẵng quá, trong lòng cứ mong sao cho trời mau sáng đi nhé. Bấy giờ khi tôi lần đầu tiên mở đĩa ra xem là cảm giác ra sao? Một thứ cảm giác chính là đêm nay có người bầu bạn với tôi rồi. Đây là cảm giác thứ nhất. Còn cảm giác thứ hai là cụ ông này thật hòa nhã gần gũi. Đây là cảm giác thứ hai. Cảm giác thứ ba là cụ ông nói chuyện hay quá.
Khi đó lần đầu tiên xem đĩa thì có ba thứ cảm giác như thế. Lúc ấy còn hết sức là... Nói thiệt là trong lòng còn chưa biết cái gì là pháp sư tịnh không. Đâu biết việc này là thế nào. Trong lòng cứ nghĩ cụ ông sao mà thân thương quá. Là cảm giác như vậy. Lúc đó tôi nghĩ có phải là cụ ông có thể cứu tôi chăng? Người đang lúc nguy nan nhất, được người khác nói vài lời ấm áp, thì có thể xúc động đến 10 ngày nửa tháng. Tôi bị bệnh, tôi đặc biệt lãnh hội được tâm trạng người có bệnh. Người ta muốn cho mình nhìn sắc mặt, nói vài câu chăm chọc, nói thật lòng. Nỗi đau ấy còn hơn lấy dao moi vào tim. Ngược lại, cho dù người ta chỉ nói, hôm nay tình trạng sức khỏe thế nào rồi? Với một lời hỏi thăm như thế là tôi có thể xúc động cả ngày. Chính là như vậy. Cho nên bộ đĩa video ấy là bạn hữu của tôi. Dù tôi vượt qua biết bao đêm khổ đau dài dằng dặc. Trước đây buổi tối là tôi buồn chán, trên người đau đớn, trong lòng lại thống khổ. Tôi đứng ngoài ban công nhìn trăng đến sao trời. Thậm chí có lúc đến nửa đêm tôi cũng không muốn vào nhà. Cảm giác cái nhà này rất khó vào. Người đến lúc đang khổ nhất, vô vọng nhất, thậm chí đến mức tuyệt vọng. Cái tâm trạng kia thật là khó dùng lời lẽ mà hình dung cho được rõ ràng. Đây là trình tự thứ nhất. Tôi là vì dùng đĩa video để tiêu hết thời gian đau buồn của tôi. Trình tự thứ hai là gì? Có một ngày, bỗng nhiên lão pháp sư nói đến một vấn đề. Nói gì tôi còn nhớ rất rõ ràng, chính là khổ từ đâu mà đến. Người vì sao sống khổ như thế này, mệt mỏi thế kia? Lúc ấy tôi liền tinh thần trở lại. Tôi ngẫm nghĩ, đây chẳng phải là vấn đề trong lòng mình sao? Có khi thì tôi oán trách trời đất, nghĩ rằng ai đã đem tôi ném vào cái thế giới này, để tôi gánh lấy biết bao là tội, chịu đựng bao nhiêu cái khổ. Lẽ ra tôi đâu muốn tới đây. Sự ra đời từng trải của tôi, trước đây tôi có kể lại trong đĩa video, quý vị cũng đã nghe rồi. Tôi nói tôi đâu muốn đến cái thế giới này, là ai đạp tôi xuống đây mà. Để tôi nhận lấy bao nhiêu là tội, cái khổ của người từ đâu mà tới là một câu hỏi trong lòng tôi. Lúc bấy giờ, trong lòng tôi có thể nói có tới 100.000 cái vì sao. Vì sao như thế này? Vì sao như thế này? Vì sao như vậy? Đều nghĩ không thông. Người càng nghĩ không thông càng rút vào sừng trâu. Cứ như thế, khi bạn rút vào chỗ nhọn nhất, thì lúc đó bạn muốn xoay mình trở ra cũng rất khó. Xoay chẳng được rồi. Chính ngay vào lúc ấy thì sư phụ giảng giải về vấn đề này. Tôi lập tức tập trung tinh thần lắng nghe. Cái khổ này rốt cuộc là ở đâu tới? Chính vào ngày ấy, từng bước nghe kinh của tôi trình tự đã nâng lên. Chẳng phải mượn nghe kinh để cho qua thời gian nữa, mà là nghe để tìm cầu đáp án. Tôi còn biết bao là vấn đề, nghĩa là không phải để cho qua thời giờ nữa. Tôi nhớ rõ trước đây giảng bài đã từng nói 4 câu như vậy. Để nói lên sự cảm nhận trong lòng tôi lúc bấy giờ là như thế nào, chính là cuộc đời chìm dưới hang sâu, hạnh ngộ sư phụ cứu con thoát nạn, thần mạng huệ mạng người ban, còn nguyện thành Phật mới mong đáp đền. Cảm nhận lúc bấy giờ đã được nâng lên một bước, vì lúc đó có thể nói cuộc đời tôi đích thực là ở dưới hang sâu thẳm, hai tình cảnh tuyệt vọng đang ở trước mắt. Bạn nói sâu thẳm nữa còn có thể tới mức độ nào? Tôi đoán đó đã là hang sâu cùng tận rồi. Dưới đây, vừa rồi tôi đã thưa qua, vốn là dùng bộ đĩa video ấy để cho qua thời giờ, nếu cho nó khái quát một chút. Có thể nói, khi đó nghe tin là hơi bị động, chẳng phải chủ động nghe, thế rồi trải qua một thời gian. Đấy chẳng phải sư phụ đã giải quyết xong vấn đề trong lòng tôi rồi sao? Thế là trình tự của tôi nâng thêm một bước. Từ bị động nghe kinh, tôi đã chuyển hóa thành chủ động nghe kinh. Chẳng phải khi có khi không, lúc nghe, lúc không nghe, chẳng phải là như vậy, mà là tôi ngày ngày nhất định phải nghe, đến nơi đó để tìm đáp án. Con người tôi khá chăm chỉ,
Bạn muốn tìm đáp án. Nếu bạn không chăm chỉ nghe, bạn có thể tìm ra đáp án của bạn sao? Thế nhưng với tâm trạng lúc bấy giờ, tôi có một thứ cảm nhận. Cảm thấy rằng có lẽ mạng tôi chưa đáng chết. Khi đó tôi có cách suy nghĩ này. Có lẽ mạng tôi không đáng chết. Bởi vì khi nghe kinh đến mức chủ động nghe, thì không nỡ rời tay. Lúc ấy thì có cái bệnh khổ, cái bệnh thống kia nó đã giảm nhẹ đi rất nhiều. Tôi không còn cảm thấy cơ thể đau chỗ này nhức chỗ kia nữa. Trò chơi này cũng khá ngộ nghĩnh. Bây giờ tôi mới hiểu ra, đây chính là tính quan trọng của niệm lực. Niệm lực của bạn tập trung ở đâu? Nếu tâm niệm của bạn tập trung trên con bệnh, thì nhất định bạn thấy khổ, thấy đau. Tâm niệm tôi tập trung ở nghe kinh, thì bệnh khổ kia của tôi giảm nhẹ đi. Vì bấy giờ lão pháp sư đã giải quyết vấn đề khổ từ đâu đến, đã khai mở trong lòng tôi. Tôi biết vì sao tôi khổ rồi. Hiểu rõ vì sao mình khổ, đã giải quyết được một ý niệm, đó là không trách trời, oán người nữa. Tức là cái khổ, cái nàng của bạn đều do tự mình bạn chiêu cảm mà tới. Với người khác, một chút liên quan cũng không có. Bạn oán trời sai rồi, oán đất sai rồi, trách người càng sai nữa. Tôi lúc đó chủ yếu là trách người. Cứ nghĩ, tôi đối với các bạn tốt như thế, tại sao các bạn đối với tôi như vậy? Tôi giờ này bệnh sắp chết rồi, tại sao còn đối xử với tôi như vậy? Chính là cái oán hờn này ngày ngày cứ tăng thêm, không phải bớt dần, mà là đang tăng thêm. Sau khi được nghe sư phụ giảng giải về vấn đề khổ từ đâu tới, thì tâm niệm của tôi đã biến chuyển trở lại. Vì biết rằng mình chẳng nên oán trời trách người nữa, mà mình nên phản tỉnh bản thân, tự mình phản tỉnh. Mọi người đều hiểu rõ cái khổ kia từ đâu mà tới. Tôi chẳng biết có đạt được đáp án này chưa, vì lúc ấy sư phụ giảng giải thì tôi nghe được có mấy điều như vậy. Nói thật lòng, khi đó mấy điều này tôi còn chưa nghe hiểu hết thấu đáo. Dù sao, tuy tôi còn trong mơ hồ nhưng cũng nghe hiểu được một chút. Tổng kết được mấy điều ấy, sư phụ bảo với chúng ta rằng sự khổ là từ trong điên đảo mê hoặc mà tới. Đây là điều thứ nhất. Đích thực chúng ta vì mê hoặc, vì điên đảo, cho nên mới nhìn cái giả cho là thật, lấy giả làm thật. Cái gì bạn cũng chi li tính toán, đi so đo cái gọi là thật kia, bạn cầu không được thì tự nhiên bạn khổ. Điều thứ nhất, cái khổ từ trong điên đảo mê hoặc mà ra. Điều thứ hai, khổ từ không biết đủ mà tới. Chúng ta hiện nay có bao nhiêu người đã biết đủ? Trước đây tôi nói, dục vọng là cái động không đáy. Biểu hiện chủ yếu của sự chẳng biết đủ là dục vọng quá nhiều. Dục vọng này là chẳng có điểm dừng, dục vọng không có chỗ dừng lại. Thì sự khổ của bạn cũng chẳng có chỗ dừng. Do đó nguồn gốc thứ hai của khổ từ đâu mà có là từ dục vọng mà ra. Điều thứ ba, khổ từ trong lòng bất bình mà tới. Quý vị thử đối chiếu lại bản thân mình xem có phải như vậy không? Có cách nói như vậy không? Tâm bất bình, bền dưới là câu gì? Tâm bất an. Nếu bạn đã bình rồi thì tâm bạn tự nhiên an. Chúng ta hiện nay có thể nói như vậy. Có bao nhiêu người bất bình, tâm bất an? Chúng ta hiện nay có thể nói như vậy. Có bao nhiêu người chúng ta bây giờ có phải dễ phát cáu, ưa nổi giận không? Bất cứ là trong nhà ngoài phố có những chuyện thật không đáng, thậm chí cũng không chuyện gì, thế mà lại đánh nhau, thậm chí có thể giết người. Bạn nói đi, lòng người thấp thỏm nóng nảy đến mức độ nghiêm trọng dường ấy. Một người tâm thần bất an, tánh khí cáu kỉnh, làm sao có thể không khổ chứ? Họ nhìn ai cũng không vừa ý, có phải như vậy không? Có những lúc tự mình hờn dỗi chính mình nữa. Chính là khoảng thời gian ấy, tôi đã sai phạm tâm bệnh như thế. Trong nhà chỉ có một mình tôi, không ai bầu bạn. Tự tôi buồn khổ, tự mình hờn giận lấy mình. Lòng thấp thỏm cáu kỉnh đến mức như thế. Bạn nói, người như vậy làm sao có thể không buồn chán, không mệt mỏi chứ?
Với những điều lão pháp sư giảng giải, tôi tự đối chiếu lại bản thân sao đúng quá. Ấy chà, tôi ngẫm nghĩ, cụ ông này sao mà thấu hiểu tâm lý của tôi quá vậy? Ông làm sao biết được trong lòng tôi suy nghĩ như thế? Ông có thể giúp tôi búng bỏ đi tận gốc rễ cái khổ đau kia, chứ còn nếu để tôi tự búng bỏ, thì bất kể như thế nào cũng không xong. Tôi chẳng biết khổ từ đâu mà tới. Tôi cho rằng đều là do người khác làm cho tôi khổ, là do người khác tạo ra. Do vậy, khi đã minh bạch đạo lý này, tôi đối chiếu lại bản thân, sau đó cảm thấy tâm mình bừng sáng, rộng mở và không cảm thấy gì là tủi thân oan ức nữa. Cái cảm giác ai cũng có lỗi với tôi kia, cái ý niệm đó dần dần phai mờ đi, chẳng phải là trong một phút thì xóa tan sạch sẽ. Việc ấy chưa làm được, mà là dần dà mờ nhạt. Khi gặp vấn đề có thể từ từ hóa giải, có thể dùng những lý do ấy để khuyên nhủ bản thân. Có lúc tự mình hờn dỗi, thấy ai cũng không vừa ý, tôi thầm nghĩ, hôm ấy sư phụ chẳng phải nói như thế rồi sao? Mình phải tự xét lại mình xem, có phải mình lại sai nữa rồi không? Cứ như thế, cái hờn giận kia chốc lát có thể tiêu đi một phần, sau đó cái hờn mát kia dần dần ngày càng ít đi. Bấy giờ tôi lại suy nghĩ, cái đĩa video đó sao mà nó hay tuyệt vời? Tại sao trước đây tôi không hay biết? Khi tôi xem bộ đĩa video ấy là vào năm 2000, đấy là bộ đĩa tiếp xúc đầu tiên. Đấy cũng chính là tôi từ bị động nghe kinh chuyển sang chủ động nghe kinh. Hiện nay, có đồng tu thường nói với tôi, họ nói rằng, vì sao họ nghe kinh không vô? Lúc nghe hoặc là buồn ngủ, hoặc là suy nghĩ lung tung, vọng niệm trỗi dậy, trong lòng hay nghĩ tới việc khác. Tôi nói, vì bạn chưa nếm được lợi ích của sự nghe kinh, nếu bạn tự mình đích thân lãnh hội được cái lợi ích kia, tự bạn cảm nhận được, khi ấy tôi muốn khuyên bạn đừng nghe. Bạn cũng chẳng chịu đâu, cũng sẽ không nỡ buông xuống. Tôi có một người bạn thân, chúng tôi quen nhau 20 mấy năm. Có một ngày, tức là sau lần Tết Nguyên Đán này, chị nói với tôi như vậy. Chị Lư, tôi quen với chị thời gian dài như thế. Chị nói là chị nghe kinh tốt làm sao hay làm sao ấy. Thế mà tại sao em tai bên này nghe, tai bên kia bốc hơi, em chẳng nhớ gì cả. Thời gian trước đây em bị mất ngủ, đêm ngủ không được. Em nhớ lại, chị đã từng nói với em rằng, năm xưa chị mắc bệnh, lúc bệnh khổ như thế, chị nghe đĩa video của lão pháp sư, sau đó đã giải quyết được vấn đề rút mắt trong lòng. Em nghĩ, thế cái đĩa kia có thể trị bệnh mất ngủ chăng? Và em cũng đem hai đĩa ra nghe thử nè, vì mấy đĩa ấy đều là tôi tặng cho chị. Thế rồi chị lục ra, lục gương, lục tủ, lục cho được để rồi xem. Chiếc máy nghe kinh nhỏ của chị cũng là tôi tặng cho chị. Chị nói vừa xem em hối hận vô cùng. Bởi chị Lưu của em bấy lâu nay đã bảo rằng sư phụ giảng kinh rất hay, sao em lại không nghe? Và lần nghe ấy là em nghe ghiền luôn. Chị không nhắc đến chuyện mất ngủ nữa, mà nói nghe kinh đâm nghiện rồi. Chị nói, em đêm nghe kinh, ngày nghe kinh, cái ngủ nghỉ kia cũng chẳng biết chạy đi đâu rồi. Chính là như thế. Tôi hỏi, vậy cái bệnh mất ngủ của chị có trị được chưa? Chị nói, tuyệt vời. Em nghe xong rồi trong lòng rất yên ổn, giấc ngủ thật an lành. Chị bảo rằng, hóa ra chị và ông xã chị nghĩ là ngược chiều nhau. Chị bảo rằng, hóa ra chị và ông xã chị ngủ nghĩ là ngược chiều nhau, đầu chị hướng bên này, anh hướng bên kia là cách ngủ như vậy. Chị nói bây giờ tốt lắm rồi, nghe sư phụ giảng kinh thật là có thể trị bệnh. Tôi nói, chị đích thân cảm nhận được, nghe kinh có tác dụng to lớn như thế, vậy chị cố gắng nghe cho thật tốt nha. Quý vị xem, chị hối hận, chị nói với tôi rằng, chị Lưu ơi,
Tại sao em lại lãng phí bao nhiêu thời gian dài như thế? Chị ơi, em đã lãng phí thời gian ít nhất là 7-8 năm, 10 năm nay rồi. Vì sau khi tôi nghe kinh được nhiều lợi ích, tôi thật sự có nói với chị, nhưng chị không chú tâm để ý đến. Ngoài ra, nghe kinh lại được nâng cao một bước gì nữa? Chính là đã hiểu rõ đạo lý, biết rõ cái lý này ở đâu, dùng cái lý này nghe minh bạch cái lý này để điều chỉnh tâm thái của mình. Kết quả là thế nào? Lìa xa được con ma bệnh. Bạn nói đi, đầu năm 2000, tôi nhập viện, bác sĩ bảo tôi có thể chết bất kỳ lúc nào. Phật giáo chẳng phải có câu, bách bệnh do tâm sanh sáng. Nói bệnh từ đâu mà có? Từ trong lòng bạn sanh ra đó mà. Bách bệnh dùng tâm trị, phải vậy không? Bạn bệnh ở đâu thì trị ngay chỗ ấy, trị tâm trước khi trị bệnh. Với mấy câu này, đối với tôi mà nói tác dụng to lớn vô cùng. Chính mấy câu nói ấy, tôi lại được nghe đĩa của sư phụ. Sau khi đối chiếu thì bước thứ nhất đã thay đổi vận mạng cuộc đời tôi, từ chết trở về sống. Từ chết trở thành sống, đáng lẽ lúc bấy giờ gia đình quyến thuộc của tôi, bạn hữu thân quen, bạn học đồng nghiệp, luôn cả học sinh của tôi, không một ai cho rằng tôi có thể sống còn. Phàm là đi bệnh viện hoặc đến nhà thăm, tôi đều có cảm giác là họ đến tiễn tôi, gặp mặt lần cuối mà thôi. Thế nhưng đàn khi tình trạng ấy, vì tôi nghe kinh, đã hiểu rõ đạo lý, đã chuyển đổi được tâm thái, thế là con ma bệnh kia, đối với tôi bây giờ mà nói, nó rời khỏi tôi một cách không hay không biết. Bệnh của tôi, nếu bạn hỏi tôi bắt đầu ngày nào cảm thấy khỏe ra, làm sao hết vậy, tự tôi cũng không nói ra được. Dần dà nó hết lúc nào không hay biết, do vì khi ấy vết sẹo trên gương mặt tôi nhiều và nặng lắm. Ý bác sĩ nói, tánh mạng có thể giữ lại được là tốt quá rồi, còn vết sẹo kia chắc chắn là chẳng xóa sạch được đâu. Bởi vì ông ta từng chứng kiến biết bao nhiêu ca bệnh như thế. Tôi nói, không xóa sạch được cũng chẳng sao, dù gì thì tôi cũng không tiện đối tượng nữa. Nó muốn mọc ở đó thì cứ ở đó. Cứ như thế, chính vì tâm thái của bản thân tôi khá tốt, khá ổn định, trong lòng tôi không để ý đến bệnh khổ khi nữa, cho nên cái bệnh ấy nó ngày một khỏe ra thêm. Ở đây, tôi muốn thưa cùng quý vị, các vị đồng tu viết thư cho tôi, có khoảng 2/3 đều là người nhà hoặc bản thân, hoặc bà con bạn bè khổ vì bệnh, thư từ về phương diện này khá nhiều. Vậy bây giờ, tôi xin dùng sự trải nghiệm của bản thân để nói với các bạn, vận mệnh là do ai nắm lấy, là tự mình nắm lấy vận mệnh. Có đồng tu đã gửi gắm hy vọng vào tôi quá lớn, cho rằng viết thư cho tôi nói qua điện thoại hoặc là viết thư hồi âm cho người, tôi nói vài câu thì căn bệnh kia sẽ khỏi. Xin thưa, chẳng phải vậy đâu. Nếu bạn nghĩ như thế thì sai rồi. Chính mình là người nắm vận mệnh trong tay, số phận nhất định sẽ được thay đổi. Ai làm thay đổi? Chính bạn tự làm thay đổi. Bạn thay đổi bằng cách nào? Khi bạn đã nghe hiểu đạo lý giáo pháp của Phật Đà, bạn đã nghe hiểu lời giảng dạy của sư phụ khuyên nhủ chúng ta, bạn đã nghe rõ, minh bạch sự việc và tình cảnh của tôi giới thiệu với bạn, thì tự bạn nhất định sẽ thay đổi được số phận. Với mấy câu nói này đặc biệt quan trọng, vận mệnh là tự mình nắm lấy trong tay, số phận có thể thay đổi đấy, chính mình tự thay đổi được vận mệnh. Đừng tìm cầu bên ngoài, bạn viết thư cho tôi cũng được, tôi có thể giúp bạn không? Tôi chắc chắn giúp bạn, thế nhưng sự giúp đỡ ấy, giúp đỡ chỉ là giúp sức đỡ đần một tay thôi, chứ tôi không thể giúp bạn giải quyết vấn đề căn gốc kia. Nếu tôi giúp được bạn giải quyết vấn đề tận gốc, thì tôi gánh thay hết thảy cái nghiệp của bạn. Tôi nguyện vì chúng sanh, thay chúng sanh chịu khổ. Thế nhưng, đâu phải nói nghiệp của bạn tôi có thể thay bạn tiêu sạch. Cái đạo lý này nhất định bạn phải nghe minh bạch. Đừng bao giờ có cách suy nghĩ quá ỷ lại như vậy. Tức là nói, tôi chỉ cần tìm được cô giáo Lưu, gặp cô giáo Lưu, thậm chí là nói vài câu với cô giáo Lưu,
có thể bắt tay với cô ấy thì vấn đề của tôi được giải quyết hết thảy. Nếu bạn nghĩ như thế thì sai rồi, nhất định bạn không thể thay đổi số phận của mình. Tôi làm thế nào để thay đổi số phận của mình? Có lẽ quý vị nghĩ rằng cô giáo Lưu chẳng phải là người tầm thường. Nói tới đây tôi thật sự lo lắng. Vì nếu các bạn luôn nghĩ như thế, thật là gay go quá. Bạn hỏi vì sao tôi có thể lành bệnh ư? Khi tôi viết bản thảo bài giảng này, tôi cố gắng suy nghĩ, xem dùng cách thức như thế nào, lời lẽ ra sao, để các bạn đồng tu có thể nghe hiểu lời tôi nói với các bạn, có thể giải quyết vấn đề thực tế của các bạn. Quý vị nói tôi chẳng giống như người thông thường, vậy thì các bạn lý giải thế nào? Trước đây tôi cũng nửa nói đùa với các bạn. Có người nói, cô giáo Lưu là người tá lai. Tôi nói, thế các bạn có phải là người tá lai không? Mỗi người chúng ta đều là người tá lai cả. Trước khi bạn chưa tới cái thế giới này thì bạn ở đâu? Bạn có phải từ một thế giới khác đến thế giới này không? Vậy bạn nói, bạn có phải là người tá lai không? Chúng ta, mỗi người đều là người trở lại. Bạn đừng tưởng rằng người trở lại này thần bí như thế, nghĩa là người khác thì rất cao, còn mình thì lại thấp. Tôi là cấp cao, tôi có thể làm được. Bạn làm không được. Bạn có cách nghĩ như vậy thì số phận của bạn chẳng thể đổi thay. Bởi vì sao? Bạn vẫn đem số phận mình giao cho người khác, muốn để người khác thay đổi giùm mình. Thế nhưng người khác có muốn thay đi nữa, anh ta cũng thay không được. Chẳng phải đạo lý này mà. Xin thưa với quý vị, tôi dùng cách gì để thuyết phục quý vị đây? Ví dụ nói, lão pháp sư của chúng ta, lão pháp sư đã giảng bao nhiêu lần về vận mệnh cuộc đời của ngài. Khi còn nhỏ, người ta chẳng phải đã xem tướng cho ngài, các bạn mọi người đều biết. Lão pháp sư thường hay dùng những từ như đoản mạng, bần tiện, có phải không? Dùng bốn chữ ấy để khái quát số phận của lão pháp sư. Thọ mạng của ngài chỉ có thể là 45 năm. Lão pháp sư tự mình cũng nhận cái nợ kia, bần tiện không chỉ là bần cùng, mà còn nghèo hèn nữa. Chẳng có địa vị, bị người xem thường, đấy gọi là bần tiện. Hiện nay, vận mệnh của sư phụ đã đổi thay như tình trạng trước mắt. Bạn có tín phục không? Bạn có thừa nhận vận mệnh của sư phụ đã chuyển đổi không? Qua 2 năm nữa, thọ mạng của sư phụ đã kéo dài gấp bội, phải vậy không? 45 tuổi, qua 2 năm nữa là sư phụ 90 tuổi rồi. Đúng là đã tăng gấp bội, bạn nói có thay đổi chăng? Bần tiện của sư phụ, hiện nay các bạn đánh giá thế nào? Nếu bạn thừa nhận vận mệnh của sư phụ có thể thay đổi, vậy bạn nhất định phải tin chắc số phận của mình vẫn có thể đổi thay. Số phận của tôi vì sao đã thay đổi? Chính là cách nghĩ của tôi không giống như các bạn. Do vì lúc bấy giờ, khi tôi nghe bộ đĩa video của sư phụ, tôi thầm nghĩ, sư phụ đã nhiều lần lặp đi lặp lại đoạn ký của ngài, tức là số phận của ngài như thế đấy. Và bạn xem, hiện nay sư phụ là như thế này. Nên tôi nghĩ, sư phụ cũng đã nêu tấm gương sáng cho chúng ta rồi. Sư phụ có thể chuyển đổi lại vận mệnh của ngài, vậy tôi cũng có thể. Cách nghĩ của tôi chẳng giống như các bạn là ở chỗ này. Cách nghĩ của các bạn là sư phụ có thể, cô giáo Lưu có thể, mình không có thể. Tôi thì chẳng nghĩ thế. Cách nghĩ của tôi là sư phụ có thể, tôi cũng có thể. Tôi luôn nắm vững niềm tin này. Cho nên chính nhờ cái này, một cái có thể là không có thể khác biệt quá lớn. Do vì tôi tin chắc là tôi được, thế nên tôi thật sự đã thay đổi được vận mệnh của mình. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, có khi người ta hay nói, vất vả quá, khổ sở quá. Bạn nói, khổ ở đâu? Vì mệt nhọc, vì khổ tâm, phải vậy không? Trong lòng khổ là tâm đang vất vả. Ví dụ nói, có lúc chúng ta cảm thấy nhịp tim đập mạnh quá, tim đập nhanh quá. Trừ khi đó là người bị bệnh tim thì nói khác.
Có đồng tu nói, tim tôi đập mạnh quá. Bạn nói, khi nào tim đập nhanh, có lúc vui mừng quá mức thì tim cũng đập nhanh lắm phải vậy không? Do đó vui mừng cũng chưa chắc là việc tốt, rồi có khi gặp phải chuyện buồn phiền sầu khổ, vào lúc ấy thì nó không đập nhanh nữa mà lại quá chậm. Thế nên trái tim của con người do ai nắm giữ, nghĩa là cái tâm này của bạn có khổ hay vui là do tự mình nắm lấy, chẳng phải là do người khác thao túng mình được. Vừa rồi phía trước, tôi nói với tâm bình khí hòa, bạn tự mình xét lại xem, một người nếu anh ấy tâm bất bình thì chắc chắn khí không hòa. Khí không hòa, tiếp theo là huyết không hòa. Bạn mà khí không hòa, chắc chắn huyết không hòa. Khí huyết của bạn đầy đều không hòa là sao rồi? Là khí bị rối loạn, huyết cũng bị rối loạn. Tức là toàn bộ lưu trình này của bạn đều lộn xộn rồi, là như vậy phải không? Cho nên thông thường đông y đều nói là khí huyết bất hòa. Chính là cái đạo lý này, bạn nói cái danh từ kia do đâu mà có, là từ trong thực tiễn mà ra đấy. Một người khí huyết đều không hòa, chắc chắn là sinh bệnh. Đó là tránh không khỏi, bạn nghĩ xem phải vậy không? Ví dụ nói trong lòng ta thấy khó chịu, nó liền biểu hiện ở đâu? Hiện rõ trên gương mặt mình. Có những lúc tôi nói với các bạn rằng, mỗi ngày tôi đều nhìn cái mặt kia của tôi mấy lần. Tôi xem thử nét mặt kia lộ vẻ ra sao rồi. Tôi nói, nếu bạn không vui vẻ, đang giận hờn người ta, bạn phát cáu với ai đó, bạn nên liền đi soi gương. Lúc ấy nhìn nét mặt kia xem, nhất định là gương mặt của ma, khó coi vô cùng. Và nếu bạn tâm bình khí hòa, trong lòng an vui, bạn thử soi gương đi, nét mặt kia chắc chắn là mặt Phật. Bạn nói đi, bạn bằng lòng người ta cho bạn nhìn mặt ma hay là xem mặt Phật? Lẽ đương nhiên rồi, mọi người thích chọn lựa xem mặt Phật, chẳng ai ưa nhìn mặt ma đâu. Tôi nghĩ đã là như vậy thì bạn cũng đừng để người khác thấy cái mặt ma kia của mình. Bạn nhất định phải cho họ xem gương mặt Phật. Cho nên mỗi ngày soi gương là có lợi ích đấy. Chú ý nét vui buồn trên gương mặt bạn, khi gương mặt lộ vẻ tươi cười, lúc ấy tâm trạng bạn sẽ khác hẳn đi. Nếu bạn sa sầm nét mặt, hiện rõ vẻ giận hờn kia, thì trên thực tế cái nóng giận ấy là ở trong tâm. Nhất định phải chú ý điểm này, phải để mình tu dưỡng tâm bình khí hòa, dù cho gặp cảnh vừa lòng cũng tốt, hoặc chẳng vừa ý cũng được. Đều đừng động tâm, vừa ý cũng A-di-đà Phật, không vừa ý cũng A-di-đà Phật. Đây mới gọi là công phu. Nói về một vị vua có bệnh, dân gian có câu nói như vậy, hoàng đế có bệnh, chẳng bằng người ăn xin không bệnh. Bản thân tôi hết sức thấm thía về câu nói này. Tôi nhớ rõ lúc tôi ở bệnh viện, bệnh viện chẳng phải có người làm vệ sinh sao? Chuyện lo việc quét dọn vệ sinh, lúc bấy giờ tôi hâm mộ nhất chính là người lao công làm vệ sinh trong bệnh viện. Thật lòng tôi đã nghĩ, giá như giờ này tôi có thể giống người ấy thì tốt biết mấy, vì họ có sức khỏe. Tuy bận rộn cả ngày, thế nhưng đã góp phần quét dọn, giữ gìn vệ sinh chung cho mọi người. Lúc đó mới biết cơ thể mạnh khỏe là điều tối ưu quan trọng, và đặc biệt hâm mộ người có sức khỏe tốt, không bệnh tật. Với câu nói này, về sau tôi đọc được một trong quyển sách. Khi đọc tới câu đó, bản thân tôi có sự trải nghiệm sâu sắc, thật sự là như thế đấy. Người không có bệnh khổ, có lẽ lý giải không được. Bạn bận rộn công việc suốt ngày, bạn cảm thấy phải lắm. Thế nhưng đến khi sức khỏe suy sụp, khi bạn bệnh nặng dậy không nổi, nhất định bạn sẽ nghĩ ngay, sức khỏe thật sự là quan trọng vô cùng. Có lẽ đến lúc ấy thì đã muộn màng. Ví dụ nói, chúng ta hiện nay có biết bao nhiêu người, ngày bận rộn, ngày ngày chính là kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền, rồi thì là xã giao này nọ,
Xin hỏi, họ có hạnh phúc chăng? Có vui vẻ chăng? Xung quanh tôi cũng không thiếu những người khá giàu có, thế nhưng tôi vẫn có cái cảm nghĩ rằng tôi không cảm thấy họ là đang hạnh phúc thế nào, vui sướng làm sao. Do vậy ta phải có cái nhìn thế nào về cái gọi là hạnh phúc? Cái gì là vui vẻ? Đích thực là một sự lựa chọn. Nếu lựa chọn sai rồi thì cả đời này của bạn là đau khổ. Chọn lựa đúng rồi thì bạn có thể vượt lên từ vực sâu của khổ đau, chuyển đổi thành an vui. Nhà khoa học loài người có cách tính, hình như nói thọ mạng của loài người tuổi thọ bình thường phải là khoảng 175 tuổi. Thế hiện nay chúng ta có được mấy người sống tới 175 tuổi đâu? Người có thể sống thọ tới 100 hoặc 80 là hay lắm rồi. Như Pháp Sư Hải Hiền sống thọ tới 112 tuổi, Ngài biểu pháp cho chúng ta thấy là 112 tuổi, với con số này chẳng phải là nhiều, có phải vậy không? Cho nên nói chúng ta nhất định phải chú ý làm thế nào lựa chọn một con đường cho đời sống an vui, điều chỉnh lại sức khỏe của mình cho thật tốt, cho thân tâm của mình đạt tới một trạng thái tối ưu. Do vậy, thọ mạng của con người không phải ở chỗ dài ngắn, mà là ở chất lượng của cuộc đời. Người ở thế gian, việc gì vui vẻ nhất? Theo sự cảm nhận của tôi, nghe Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp là vui vẻ nhất. Cách nghĩ chân thật, cảm nhận chân thật của tôi là vậy đấy. Tôi bây giờ mỗi sáng khoảng 7 giờ, 7 giờ rưỡi thì tôi mở chiếc máy nhỏ của tôi bắt đầu nghe kinh. Mỗi khi tôi ngồi trước bàn mở chiếc máy ra nghe, cảm giác đầu tiên của tôi chính là thầm nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất thế gian này. Bạn nói, ai có an lạc bằng tôi? Tôi không có chuyện phiền lòng gì cả. Nếu có cái gọi là chuyện buồn lòng, tới tôi rồi nó cũng biến thành không. Bởi tôi đúc kết được một điều, chính là chuyện gì cũng đừng để trong lòng. Việc gì nên làm thì bạn cứ làm. Làm thành công, A-di-đà Phật. Làm không thành công, cũng A-di-đà Phật. Tức là sự việc đừng để trong lòng. Vậy cái gì nên để trong lòng? Xin thưa, Phật hiệu cần để trong lòng. Nghĩa là trong lòng bạn phải luôn giữ lấy câu A-di-đà Phật. Nếu việc này bạn đã làm được, bạn thể hội được, thì cách nghĩ của bạn thật sự cũng giống như tôi vậy. Trong đời sống chúng ta, mỗi ngày chúng ta đều có thể gặp phải người kỳ lạ thế này, sự việc quá lạ thế kia, phải vậy không? Nếu nói một ngày mà ta chẳng gặp một chuyện gì lạ hoặc không thấy người nào cả, thì ít khi được vậy lắm. Lúc không có người nào, không có việc gì, thế mà trong lòng bạn vẫn có thể nghĩ ra người này công việc nọ. Tôi nói đây đều là những lời rất thật lòng. Bạn làm thế nào xử lý những vấn đề ấy cho thật tốt, đó là điều quan trọng vô cùng. Tôi cảm thấy tôi bây giờ là người vui vẻ nhất, vì mỗi ngày thời gian của tôi chính là thính pháp, văn kinh, niệm Phật. Đây chính là công việc chủ yếu, công việc quan trọng, công việc không thể thiếu của tôi trong một ngày. Tôi nói tôi là người hạnh phúc, chắc bạn hỏi vì sao tôi là người hạnh phúc. Xin thưa, tôi hiện nay cảm thấy tôi chẳng có gì phiền não cả. Tôi có thể gặp phải chuyện phiền lòng gì không? Có thể gặp chứ. Trong mắt người khác, những bài thi tôi gặp quả thật là quá khó. Trước và sau Tết Nguyên Đán năm nay, tôi đã gặp phải rất nhiều đề thi. Tự tôi cũng nói đùa rằng, trò chơi này quá gắt gao, có thể là thi hỏng bét rồi thì phải. Tôi nói, nếu thi khét lẹn lẹt, thì các bạn mau đem cái sạn đến xúc bỏ mớ cơm cháy dưới nồi là xong. Thế nhưng tôi tự biết, trong lòng tôi chẳng lưu lại được gì cả, tức là dưới ánh mắt người khác, cái gọi là chuyện phiền lòng như thế, thậm chí đều có chút đau xót giùm tôi, biết đâu nó có đè bẹp bà cụ này không. Tết nhất đầu năm mà làm gì kỳ quá, không biết điều chút nào, đưa ra toàn là vấn đề nan giải cho bà cụ như vậy. Thế nhưng trong lòng tôi thầm hiểu chẳng hề gì, không bị cháy khét gì đâu, cũng không bị ngã gục đâu. Chuyện gì
Tôi nên làm thì làm xong thì cho qua. Tôi chẳng phải nói rồi sao? Làm thành công rồi thì A-di-đà Phật, làm không thành công cũng A-di-đà Phật. Do vậy, tôi chẳng có phiền não. Tôi nói tôi là người hạnh phúc, tôi chẳng có u sầu. Trước đây tôi nhớ rõ khi sư phụ giảng kinh đã nói một câu như vậy: lo buồn làm người mau già. Câu nói này tôi chẳng biết các bạn có nghiêm túc nghe và nhớ kỹ không. Bởi vì sao? Vì tôi vốn chẳng biết do đâu mà người già ra. Vì sao có người già nhanh quá, có người già chậm hơn? Ví dụ nói bạn học chúng tôi, thời tiểu học bạn bè của tôi. Đến bây giờ, vẫn còn có những người bạn học của 60 năm về trước. Có khi chúng tôi vừa gặp mặt. Ví dụ nói bạn học chúng tôi, thời tiểu học bạn bè của tôi. Đến bây giờ vẫn còn có những người bạn học của 60 năm về trước. Có khi chúng tôi vừa gặp mặt, liền thốt lên tiếng: ô, sao không thấy bạn già vậy? Có khi lại nói: lần gặp này sao cảm thấy bạn ấy già ra nhanh quá. Chúng ta có lẽ đều có sự đồng cảm như vậy. Bạn học cũ, đồng nghiệp cũ, bao nhiêu năm không gặp mặt, một khi gặp lại, trước tiên là nhìn nhau qua diện mạo. Có khi đồng tu hoặc bạn học của tôi vừa gặp tôi liền nói: Tú Vân, sao thấy bạn ngày càng trẻ ra, trạng thái tinh thần ngày càng tốt hơn đó. Tại sao không thấy bạn già nhỉ? Giờ đây tôi đúc kết được một điều là tôi không có lo buồn. 10 năm về trước, diện mạo của tôi không phải như vậy. Bây giờ tôi tự soi gương, nói thật nhé, không quá khiêm tốn mà nói, tôi thấy mình đẹp hơn 10 năm về trước. Tinh thần của tôi cũng hơn hẳn 10 năm về trước. 10 năm trước, một là tôi mang cái trạng thái bệnh tật kia, ngoài ra còn cảm thấy tâm trạng cũng có chút giống như tâm trạng người già cả. Nhưng hiện nay, tâm trạng đã trẻ trung ra, thế nên nói, tôi là người chẳng có lo buồn. Nếu bạn suốt ngày buồn rầu cái này, lo lắng cái kia, thì chắc chắn bạn sẽ mau già. Ít nhất trên gương mặt ấy sẽ có nếp nhăn, phải vậy không? Chúng ta cũng thấy có một số người tuổi tác không cao lắm, thế mà nếp nhăn đầy mặt. Lại có một số người tuổi tác không nhỏ mà da dẻ lại rất đẹp. Có lẽ một là da dẻ người ta tự sinh ra là đã đẹp sẵn, hai là bảo dưỡng được tốt, thêm vào một yếu tố rất quan trọng nữa là tâm thái. Một người nếu mà tâm trạng không an vui thì chắc chắn người ấy mau già. Các bạn hãy nhìn lại bà con thân hữu, bạn học, bạn đồng nghiệp xung quanh mình xem có phải vậy chăng? Nếu khi gặp mặt ta cảm thấy bạn ấy già nhanh quá thì chắc chắn là do bạn ấy buồn rầu lo toan nhiều hơn. Lại nữa, tôi cảm thấy tôi là người hạnh phúc vì tôi không bận tâm gì cả. Dân gian có câu: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bạn thắc mắc, chả lẽ tôi không có một tí chuyện gì đáng bận tâm sao? 3 năm trước, tôi không được như bây giờ. 3 năm trước, tôi vẫn còn 1, 2, thậm chí có đến 3 thứ chuyện phải bận lòng. 3 năm trước, tôi hay suy nghĩ, việc vãng sanh cực lạc thế giới mình đã sẵn sàng từ lâu. Thế mà vẫn còn mấy thứ chuyện nọ kia, biết làm sao đây? Trong lòng tôi vẫn còn vướng mắc mấy thứ ấy, đó chính là bận tâm. Hiện nay, thứ bận điệu kia có phải đã giải quyết triệt để rồi chăng? Xin thưa, chưa làm được hoàn toàn triệt để, thế nhưng trên căn bản có thể nói đã buông xuôi được 80% rồi. Còn lại 20% thứ bận tâm kia giờ đây phải tiếp tục buông bỏ, vả lại cần phải nắm lấy thời gian mà buông, không thể lôi thôi nữa.